Chúng tôi là Hải Bình và Kiều Trâm. Xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình tin tức buổi tối. Thưa quý vị, hôm nay là tối thứ tư ngày 9 tháng Giêng năm 2019. Và để mở đầu là những dòng sự kiện chính trong ngày, mời quý vị cùng theo dõi. Các nhân viên xuống đường biểu tình phản đối việc chính phủ đóng cửa hai nhà máy nhôm tại Tây Ban Nha. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chỉ trích cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton. Người biểu tình cạo đầu để phản đối việc trì hoãn cuộc bầu cử tại Thái Lan. Tổng thống Trump kêu gọi dân ủng hộ kế hoạch xây tường biên giới tốn 5.7 tỷ Mỹ kim. Tổng thống Trump tuyên bố cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang diễn ra rất tốt. Và để mở đầu cho phần tin thế giới, xin mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên với Kiều Trâm. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết rằng tư gia của cựu điệp viên Sergei Skripal được tẩy rửa sạch sẽ sau vụ đầu độc. Các nhân viên xây dựng vào thứ Ba ngày 8 tháng Giêng đã được phái tới căn tư gia của cựu điệp viên Nga Sergei Skripal tại thành phố Salisbury thuộc mạng Tây Nam của Anh Quốc để tẩy rửa, gần 10 tháng sau khi ông và con gái bị sát hại bằng chất độc thần kinh Novichok. Chính quyền Anh Quốc và một số quốc gia khác trên thế giới trong suốt thời gian vừa qua đã cáo buộc Nga là kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ đầu độc này. Phần mái của tòa nhà hiện đã được giới chức trách tháo dỡ trong tiến trình tẩy uế, theo thông cáo từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường và An toàn Thực phẩm Anh. Vào tháng 3 năm 2018, hai cha con cựu điệp viên Sergei Skripal đã được tìm thấy bất tỉnh trên một băng ghế bên trong khu thương xá của thành phố Salisbury. Vụ việc đã khiến cho mối quan hệ vốn đã rạn nứt giữa Nga và Tây Phương càng trở nên căng thẳng. Kết quả điều tra cho thấy rằng chất độc thần kinh Novichok đã được thủ phạm bôi lên cửa ra vào của ông Skripal. Salisbury nằm cách thủ đô London khoảng 80 dặm về hướng Tây Nam. Phần lớn thành phố này đã bị phong tỏa trong suốt nhiều tháng mới được dọn dẹp xong. Gia đình của ông Skripal hiện đang ở ẩn sau khi xuất viện và hãng thông tấn Reuters chỉ mới liên lạc được với con gái ông Sergei, tức là cô Julia Skripal. Các nhân viên xuống đường biểu tình phản đối việc chính phủ đóng cửa hai nhà máy nhôm tại Tây Ban Nha. Khoảng 400 nhân viên của công ty chế biến nhôm Alcoa do Hoa Kỳ làm chủ đã vừa xảy ra đụng độ với lực lượng cảnh sát chống bạo động tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha vào ngày thứ Ba 8 tháng Giêng. Nhưng đến nay vẫn chưa có báo cáo về số người bị thương vong. Đám đông tuần hành đã quy tụ về trước trụ sở Bộ Công nghiệp để bày tỏ sự phản đối sau khi chính phủ tuyên bố đóng cửa 2 trong số 3 nhà máy của công ty Alcoa tại mạn Tây Bắc Tây Ban Nha. Chính sách này, theo dự trù, sẽ khiến hơn 700 người lâm vào cảnh thất nghiệp. Các liên đoàn lao động hiện đang gia tăng áp lực nhằm để yêu cầu với lãnh đạo mau sớm đưa ra giải pháp hữu ích để các nhà máy tiếp tục mở cửa hoạt động trong nay mai. Được biết, đoàn người biểu tình đã được xe bus do chính quyền địa phương cung cấp trở tới thủ đô Madrid từ hai thành phố Galicia và Asturias, nơi an tọa của hai nhà máy chế nhôm của Alcoa. Cảnh sát của Đức bắt giữ thủ phạm lấy cắp thông tin cá nhân. Một thanh niên 20 tuổi, người bản xứ hiện đang phải đối mặt với nhiều rắc rối có liên quan tới pháp lý sau khi bị cảnh sát bắt giữ vì tội danh đột nhập về hệ thống máy điện toán để lấy cắp thông tin cá nhân của các chính trị gia, ký giả và người của công chúng. Vụ bố ráp đã diễn ra vào thứ Ba ngày 8 tháng Giêng sau nhiều ngày truy nã gắt gao. Động cơ của vụ việc được cho là bắt nguồn từ sự bất mãn của thủ phạm trẻ tuổi, người cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời lẽ của giới chính trị gia trong chính quyền. Văn phòng công tố viên thành phố Frankfurt cho biết đương sự đã ra đầu thú với cảnh sát và giới chức trách cũng tới nhà của người này để lục soát tại tiểu bang miền Trung Hesse. Nằm trong danh sách những nhân vật bị lấy cắp thông tin cá nhân có nữ thủ tướng Angela Merkel. Không có bất kỳ thủ phạm nào khác tham gia vào vụ đột nhập nêu trên. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chỉ trích cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Ba 8 tháng Giêng đã lên tiếng trách cứ cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton sau khi ông Bolton yêu cầu lực lượng an ninh Ankara không nên làm tổn hại tới nhóm chiến binh vũ trang người Kurd vốn đang tham chiến tại Syria. Ngoài ra, ông Erdogan còn cáo buộc ông John Bolton can thiệp vào kế hoạch rút quân ra khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump. Mặc dù đã thực hiện chuyến thăm ngắn ngủi đến Ankara, nhưng cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã rời khỏi đây mà không tham gia vào phiên họp được lên kế hoạch diễn ra cùng nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan nói rằng nhóm chiến binh người Kurd YPG
không phải là nguyên nhân cốt lõi khiến Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự vào Syria. Mục tiêu thực sự của họ chính là nhóm ISIS. Vào tháng trước, nhà lãnh đạo Tòa Bạch Ốc đã tuyên bố rút 2.000 binh sĩ Hoa Kỳ ra khỏi Syria vì đã hoàn tất cuộc chiến chống lại phe ISIS. Quyết định này của ông Trump đã khiến nhiều giới chức lo ngại vì sẽ giúp tạo ra một thiên đường hoạt động lý tưởng cho lực lượng thánh chiến cực đoan. Vai trò của phe YPG tại Syria suốt thời gian vừa qua đã khiến cho quan hệ giữa Washington và Ankara trở nên căng thẳng, do Thổ Nhĩ Kỳ xem nhóm YPG là một phe cánh của đảng lao động người Kurd PKK. Đã có ít nhất 2 người bị thiệt mạng trong vụ tai nạn hỏa xa tại Nam Phi. Ít nhất 2 người được cho là đã bị thiệt mạng sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc có liên quan tới hai đoàn tàu hỏa tại thủ đô Pretoria của Nam Phi vào thứ Ba ngày 8 tháng Giêng. Truyền thông địa phương cho biết rằng vụ va chạm xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng theo giờ quốc tế, sau khi một đoàn tàu hỏa di chuyển ở vận tốc khá cao đã lao vào các toa xe đang nghỉ chân trên đường ray đối diện tại ga xe lửa Mountain View. Nhiều người trong số các nạn nhân may mắn sống sót đã được cơ sơ cứu ngay tại chỗ, trong khi những người còn lại được xe cứu thương chở vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do có nhiều người bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát nên số người bị thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong vài ngày sắp tới. Hiện thì vẫn còn quá sớm để kết luận tai nạn bắt nguồn từ sai sót của con người. Nam Phi hiện đang sở hữu hệ thống tàu hỏa lớn nhất ở lục địa Phi Châu. Tuy nhiên thì nơi này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn chết người thảm khốc vì luật lệ lỏng lẻo và thiết bị xây dựng kém phẩm chất. Vào tháng 10 năm ngoái, một vụ tai nạn hỏa xa tương tự cũng đã khiến 320 người bị thương khi tàu hỏa đang trên lộ trình từ thành phố Johannesburg tới thủ đô Pretoria. Thưa quý vị, chuyển sang phần tin Á Châu, người biểu tình cạo đầu để phản đối việc trì hoãn cuộc bầu cử tại Thái Lan. Hàng trăm cư dân bản xứ đã cùng nhau xuống đường biểu tình tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào ngày thứ Ba 8 tháng Giêng nhằm để phản đối việc chính phủ trì hoãn ngày tổ chức cuộc tổng tuyển cử vốn đã được ấn định diễn ra vào tháng sau. Nhiều người trong đám đông tuần hành đã cạo đầu để bày tỏ sự phẫn nộ. Cuộc biểu tình lần này có vẻ đông hơn phong trào tuần hành vào Chủ nhật 6 tháng Giêng. Đây cũng là lần đầu tiên người dân được phép tham gia biểu tình kể từ khi chính phủ do quân đội lãnh đạo hủy bỏ luật cấm tụ tập ở chốn công cộng vốn được ban hành cách đây hơn 4 năm. Cuộc bầu cử tại Thái Lan trong suốt thời gian vừa qua liên tục bị trì hoãn với thời hạn mới nhất được ấn định diễn ra vào ngày 24 tháng 2. Tuy nhiên, ngày tổ chức bỏ phiếu có thể sẽ tiếp tục bị dời lại do e ngại bị trùng với dịp quốc vương Maha đăng quang lên ngai vàng. Nhiều nhà đấu tranh đã đe dọa tuyệt thực nếu như cuộc bầu cử không diễn ra đúng theo cam kết trước đây. Vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, Hải Bình và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.